đất từ ủ và đất trồn sẵn, cái nào sẽ tốt hơn? Chào mọi người đã đến với Namic làm vườn dễ hơn, kênh chuyên chia sẻ những kiến thức làm vườn dễ hơn, thú vị hơn. Như mọi người biết đấy, thì cách đây 2 tuần chúng ta có trồng rau cải thìa trên hai loại đất là đất tự ủ bằng bã mía và đất trồn sẵn của Namic. Và mình cũng có hứa là mình sẽ cập nhật kết quả trồng cây sau 2 tuần cho mọi người. Thì hôm nay sau 14 ngày mình sẽ cập nhật kết quả cho mọi người đây. Ở đây mọi người thấy hai chậu đất tự ủ và đất trồn sẵn của Namic. Nếu nhìn kỹ thì mọi người sẽ thấy những điều khác biệt sau đây. Đầu tiên, khi nhìn vào khay rau trồng bằng đất tự ủ từ bã mía, rau cải thì ở đây phát triển chậm hơn một chút. Đã vậy nó còn bị sâu ăn mất mấy lá nữa. Thực sự thì mình thấy so sánh thì cũng hơi không khách quan đúng không? Nhưng mà chúng ta có thể thấy được sự chênh lệch của hai bên. Mặc dù có một số lá xanh tươi, nhưng mà nhìn chung á, cây chưa thực sự đạt được cái sự đồng đều trong việc phát triển. Điều này có thể là do cái đất tự ủ nó chưa có cân bằng dinh dưỡng của mọi người. Và cái lúc mình trộn nó chưa được đều. Thêm vào đó, chúng ta biết là đất cái việc tự ủ cũng khá là mất thời gian và công sức. Nên nếu bạn không theo dõi cẩn thận, đôi khi chất lượng đất sẽ không ổn định. Còn ở khay rau trồng với đất Namic nha, các bạn sẽ thấy sự phát triển rất là đều đặn và khỏe mạnh. Cây có cái lá xanh tươi, dáng cây cũng chắc khỏe. Tại vì đất này cũng đã pha trộn sẵn với các cái thành phần sơ dừa, vỏ trấu, phân hữu cơ có hàm lượng đạm cao, giúp đảm bảo cung cấp dinh dưỡng cho cây ngay từ đầu. Và cái dinh dưỡng nó cũng cân bằng. Vì vậy không phải lo lắng về việc thiếu hụt dinh dưỡng hay là các vấn đề tơi xốp như là khi chúng ta sử dụng cái đất tự ủ. Tuy nhiên, cái kết quả trồng cây trên hai khay như vậy á thì sai số rất là cao. Vì chủ yếu là khách quan bằng mắt của mình thôi, nhìn vào thì thấy cây nó phát triển thôi. Thì nếu để cho cái số liệu mà so sánh giữa các cái chậu này á nó có tính khoa học á, thì chúng ta phải phân tích thêm các chỉ tiêu khác. Và đo đếm và cái lặp lại nhiều thí nghiệm hơn. Tuy nhiên, như mình nói ở video trước á, chắc chắn là cái chi phí của cái đất mà tự ủ nó sẽ rẻ hơn so với đất trồn sẵn. Nhưng mà khi mọi người sử dụng đất trồn sẵn thì mọi người sẽ yên tâm hơn, tiết kiệm thời gian hơn và đảm bảo trồng cây rất thành công. Nên nếu mọi người không có nhiều thời gian thì theo mình nên sử dụng đất trồn sẵn thì nó vẫn hiệu quả hơn. Mọi người thấy kết quả như thế nào? Có giống như mọi người dự đoán không? Mình sẽ làm thêm các clip để mà cập nhật thêm kết quả trong thời gian tới nha. Nếu ở đây có ai thắc mắc gì thì cứ bình luận ở dưới. Và đặc biệt là nếu muốn mua các sản phẩm đất của Namic thì cứ bình luận, bên mình sẽ gửi địa chỉ để mọi người có thể qua mua. Chúc các bạn làm vườn dễ hơn, thú vị hơn. Và hẹn gặp lại mọi người ở các clip tiếp theo. Chào tạm biệt mọi người.